Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, em tên là Lê Nguyễn Quỳnh Như, học sinh lớp 9C, trường Trung học cơ sở Triệu Hải. Đến với cuộc thi giới thiệu sách với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến ngày hôm nay, tập thể lớp 9C chúng em xin được mang đến cuốn sách Em yêu Tổ quốc Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành, xuất bản năm 2006 do tiến sĩ Trịnh Đình Bảy và tiến sĩ Trần Văn Chương là tác giả. Như các bạn đã biết, môn giáo dục công dân là một môn học hết sức quan trọng vì môn học này giúp chúng ta trau dồi đạo đức, biết cách hành xử để đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội. Cuốn sách Em yêu Tổ quốc Việt Nam này được biên soạn nhằm làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và bổ trợ kiến thức cho học sinh học tốt môn giáo dục công dân trung học cơ sở. Mở đầu cuốn sách là lời tác giả nói về tầm quan trọng và phân tích chi tiết vai trò của môn học giáo dục công dân đối với cấp trung học cơ sở, đồng thời đặt ra phương hướng giúp cho cả giáo viên và học sinh hoàn thành thật tốt môn học này. Sách được bố cục thành 5 phần và một phần phụ lục, trình bày một cách có hệ thống những kiến thức chủ yếu, nội dung cần thiết của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mà môn học giáo dục công dân ở trung học cơ sở đã đề cập. 5 phần của cuốn sách lần lượt là Non nước Việt Nam, sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, tinh thần yêu nước của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới, học tập và rèn luyện để trở thành con người mới, Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phần phụ lục gồm những tư liệu tham khảo như Chiếu dời đô, Năm quốc Sơn Hà, Thiệt tứ sĩ, Bình Ngô đại cáo, Tuyên ngôn độc lập, Nên học sử ta, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ở phần thứ nhất, tác giả đã khéo léo đưa ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, bản đồ Việt Nam, đảng kỳ, quốc kỳ và quốc huy của nước ta vào những trang sách. Đồng thời, tác giả cũng trích ra điều 4, 141, 142 của Hiến pháp năm 1992 để người đọc có thể hiểu rõ nước ta hơn. Và không thể thiếu là ca khúc Tiến quân ca, chính là bài quốc ca của nước ta. Phần thứ hai của cuốn sách này được chia làm hai mục nhỏ. Lần lượt là thế nào là chủ nghĩa yêu nước, vì sao con người Việt Nam có tình yêu tổ quốc sâu sắc. Ở phần này, chủ yếu tác giả giải thích khái niệm của các cụm từ yêu nước, yêu tổ quốc, từ đó đặt ra phương hướng yêu nước một cách đúng đắn, nêu lên chủ nghĩa yêu nước một cách chi tiết và cách thực hành, nêu lên lý do con người Việt Nam ta có tình yêu nước sâu sắc và chứng tỏ yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Phần thứ ba là tinh thần yêu nước của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử. Ở phần này được chia làm 6 mục nhỏ. 1. Thời kỳ Nguyên Thủy. 2. Thời kỳ hình thành và xây dựng nhà nước Văn Lang. 3. 1.000 năm chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. 4. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam dưới các triều đại phong kiến. 5. Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất tổ quốc, đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 6. Đặc điểm của chủ nghĩa yêu nước thời kỳ chống chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập của nhân dân ta. Thông qua các sự kiện lịch sử, các hình ảnh ở từng mục nhỏ, tác giả đã thành công chứng tỏ rằng lòng yêu nước đã xuất hiện ở con người Việt Nam từ rất lâu về trước. Phần thứ tư của cuốn sách này là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới, gồm có hai mục. Mục đầu tiên là phát huy tinh thần yêu nước trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mục thứ hai là học tập và thực hiện tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh trong điều kiện mới hiện nay. Phần thứ năm cũng là phần cuối cùng của cuốn sách là học tập và rèn luyện để trở thành con người mới, Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở phần này được chia làm 4 mục nhỏ. 1. Mục đích học tập rõ ràng vì ngày mai lập nghiệp, vì đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Có lý tưởng sống cao cả. 3. Biết kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 4. Yêu chuộng hòa bình, hợp tác hữu nghị. Ở phần này, tác giả đặt ra phương hướng cho cả học sinh và giáo viên về việc học tập, trau dồi, rèn luyện, hành động, cống hiến cho đất nước.
Cuốn sách Em yêu Tổ quốc Việt Nam là cuốn sách giúp ta hiểu thêm về đất nước thân yêu của mình, đồng thời còn giúp ta càng thêm yêu Tổ quốc, thúc đẩy tinh thần học tập, hành động, trau dồi kiến thức để cống hiến cho Tổ quốc. Em mong cuốn sách này ngày càng được mọi người biết đến và được tìm đọc nhiều hơn.